Ơi mẹ ơi, quá trời ơi cái trại này. Chuối chuối rồi. Cá dữ luôn á lại. Trời ơi dữ lắm rồi. Ê cái này là thành công mỹ mãn, thành công mỹ mãn. Trời ơi trời ơi. Chắc gách chạy luôn anh. Quá rồi. Ê Trang chỗ này biết sao ăn cho nó ăn nó gom ra đây nhiều hơn. Còn thì này là cá thiên nhiên chứ gì, tại mình chạy thôi. Cá thiên nhiên mà. Ôi ôi quá ơi, quá ơi. Có còn nửa ký vậy. Dạ, 1 ký lùm hút. Ký lùm hút 50. Cho nó đi bớt, kéo không nổi. Con cá này bự quá. Quá trời ông nội ơi. Nếu anh muốn đi bớt anh gãy bớt. Sao cái gì ơi, kéo trời không nổi luôn rồi. Con cá gì bự dữ vậy trời. Ôi 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 ôi. Hay là cá vô 10 ký. Hay là vô cá vô 10 ký rồi tại. Ôi ôi cái gì mà nhìn cả ký luôn. Đây đây đây, kéo đây. Đây ta kéo lên không nổi luôn rồi. Ôi ôi 3 4 người kéo luôn. Bự vậy. Ừ thôi thôi. Quá ơi. Ôi ôi. Quá tràng ơi. Ê chưa chưa chưa. Cho bạn bán cho con. Quá tràng ơi. Có lại. Cái gì đâu. Cái gì vậy. Cái dinh không à. Dinh không à. Bạn nhìn nha. Kinh khủng khiếp luôn. Đấy đấy bạn. Cái này là thiệt nha mọi người. Thiệt giết thiệt nha. Cái này là thiệt luôn nghe mọi người. Thiệt thật nha. Cái này ông nội ơi. Cái này không có ảo gì trơn á. Quá quay coi trời. Quay coi. Tao lụm lụm cá. Quá vậy. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nãy không quay quá cái gì mất đi. Ô cái bụng dưới em con nó hơn kilo 40 em nói luôn. Đúng rồi. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Anh thợ chài là chài được quá trời nhiều cá luôn nè mọi người. Nào quay đi. Quá êm luôn. Quá là cái đàn này. Đứng vậy ăn có ăn cá nào thì bắt. Con ơi, coi chừng nó đâm trúng tay con, nó bự hết sức rồi, tay kỳ không có mà chài lên trên đây. Quá trời luôn, quá tuyệt vời. Anh chài ba chài mà chài cuối là thành công đó. Đừng mà mới, để thà. Chị quay hai cá bự đó kìa, mấy cá bự đó kìa. Ba con bự. Chị coi bên đó, chị quay cho cái chị hai chồng. Hát mày đó. Không biết đường rỡ luôn. Quá nhiều. Hát mày đâu chứ. Không. Cái nhỏ thả lại đi. Đây 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 đây. Quá trời giỏi. Đây. Wow, đây. Không. Lấy cái bọc á. Rồi bắt cái nhỏ liền xuống, bắt cái nhỏ liền xuống. Ba con cá. Con bốn. Mê luôn mọi người ơi. Về quê thật là vui đi, đừng bắt uổng con cá thiên nhiên nha mọi người, cá thiên nhiên nha. Thả lại đi, đừng bắt nó uổng. Anh kia. Ô xem quá. Mới thấy cái chuyện nó ngon chứ. Ngon, trời ngon. Quá trời luôn. Nè, con bắt con nào bắt đi. Con không. Con chính là được bắt thả rồi, chứ thẻ thì con này quá. Nói chị em ơi. Đây nè. Chị em một con. Để giùm em nha chị. Con cá nó bị chị con cái này nó bị cùi. Không phải. Rồi con này bắt không? Con này sao? Con bắt con này ha. Chị Ngọc bắt con Ngọc. Nhẹ con nó chết mày. Cái này là cái xuống. Ừ hả? Cái mày dinh. Cái mày dinh. Cái mày dinh.
cái thẹo là cũng như là cũng như cô cũng dạ, dạ, như dạ, là nó này, đừng có sợ em cứ ăn đi. Con cá thẹo đó là nó con cá nó đẹp nhất luôn á. Bởi vì biết sao không, con cá đẹp nên ta mới làm dấu nó đẹp, con cá ngon ta làm dấu biết không. Hồi xưa cái ông này ông thả nè, ông mới làm dấu kiệt kiệt cái má ơi. Đây cũng bự nè, đi chứ ai ăn nhà nhà, nhà.